cầu tĩnh lặng. Lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lượng, tính viên định phát minh, trong tam ma địa tâm thích đi vào sự tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ, ham cầu yên lặng. Giảng: lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự. Lại nữa, trong cảnh giới vi diệu trọng suốt, sau khi tỏ ấm tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, tính viên định phát minh an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa tâm phát khởi tham muốn ưa thích đi sâu vào công phu tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ, hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết sức lực vào công phu tu tập, thích sống nơi có nhiều âm khí, ít ánh sáng mặt trời. Anh ta ưa thích những nơi ít người, như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng hẻo lánh. Anh ta chọn một nơi để sống ẩn dật. Do vì anh ta quá ham sự tĩnh lặng, nên ma dương liền đến. Trong công phu tu tập, không nên quá tham cầu, đừng nên mong cầu việc tốt, cũng đừng tham việc chẳng lành. Bình thường tâm thị đạo chủ yếu là giữ cho tâm được bình thường, đừng có nóng khởi một tâm niệm nào cả. Bất luận quý vị tham cầu việc gì đều là chẳng phải. Khi ấy thiên ma có được cơ hội phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Giảng: trạng thái này cũng giống như trường hợp trước, khi ấy thiên ma có được cơ hội, khi thời cơ thuận tiện đến, liền phóng tinh thần gá vào thân người khác và dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Ma sai khiến đồ đệ của nó gá vào một người khác, rồi khiến người đó đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu để giảng nói kinh pháp. Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó khiến mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình. Hoặc nó bảo với một người ở đó rằng: ông nay chưa chết mà đã làm súc sanh. Rồi bảo người ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước. Bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục. Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết ý, ngoài luật nghi của Phật. Nó tin kinh khổ hạnh, phỉ báng tỷ khưu, mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác, không ngại chê bai tỷ hiềm, miệng ưa nói quả phước chưa đến, khi việc xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. Giảng: người này vốn không biết mình bị ma gá vào, anh ta tự tuyên bố như ma dương nói, là mình đã chứng vô thượng niết bàn. Lấy cái gì làm bằng chứng để xác đoán người nào là ma dương? Ở điểm hầu như phần nhiều là ma rất thích tự khen ngợi mình. Nó nói: các ông có biết chăng, ta vừa chứng được niết bàn. Hay có thể nó nói: ta vừa chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Hay là: ta đã được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi. Hoặc: ta nay đã thành một vị Bồ-Tát, các ông có nhận ra không? Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các ông không cần phải hỏi, cũng đã biết người ấy là ma rồi. Đức Phật không bao giờ nói: ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu các ông không lạy ta, là các ông đã bỏ lỡ một dịp may. Vì ta đã là Phật, nên các ông thật đần độn khi không lạy ta. Bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán, thì người ấy là ma, chứ chẳng phải là gì khác. Quý vị có thể nhận biết ngay, chẳng cần phải hỏi han gì cả. Đó là lời của ma. Một Đức Phật không bao giờ tự cho mình là Phật. Một vị Bồ Tát hiện thân nơi thế gian không bao giờ tự xưng mình là Bồ Tát. Ngay cả khi có người nào tôn xưng họ là Bồ Tát, họ cũng không thừa nhận điều ấy. Ngay cả khi nếu người ấy là Phật và có người bảo: tôi biết Ngài là Phật, họ cũng không công nhận điều ấy.
người đã thực sự giác ngộ không bao giờ thừa nhận với người khác việc mình đã giác ngộ. Nếu có người nói tôi là người giác ngộ, thì đừng có bận tâm với người ấy. Người ấy không xứng đáng so sánh ngay cả một con vật. Đừng có nghe lời khoác lác và tự đề cao mình như thế. Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một cái kính chiếu yêu. Nên một khi yêu, ma, quỷ quái hiện hình, các ông liền biết rõ ngay về nó. Còn nếu các ông không hiểu rõ Phật Pháp, thì sẽ không biết được những gì nó nói, nên liền bị nó đánh lừa. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. Khi anh ta, người đã bị ma giá, đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, nó trải tòa thuyết pháp. Nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình. Mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như trong giấc mơ, mình là gì, là ai trong đời trước. Có người nói, trong một kiếp xa xưa tôi là con chó giữ nhà. Có người nói, tôi là con mèo. Có người khác nói, tôi là một con gà. Người khác nữa lại nói, đời trước tôi là một con bò. Chẳng có ai là người cả. Hoặc nó, ma vương, bảo với một người ở đó rằng, ông này tuy chưa chết mà đã làm súc sanh. Nó muốn nói điều gì? Điều ấy là, ông đã là chó trong kiếp trước, nay dù ông chưa chết, ông cũng quá thành chó lại rồi. Ông không tin tôi sao? Rồi bảo một người khác ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước. Nó bảo với mọi người, ông ấy không tin những gì tôi nói, hãy ra sau lưng nó và dẫm lên cái đuôi của nó xem thử nó đứng dậy được không. Rồi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang đạp lên đuôi của người phía trước. Bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Chắc hẳn các ông sẽ cho rằng người ấy có thần thông thật rồi. Sau khi ma nói người kia có đuôi, rồi bảo người khác dẫm lên, người kia không đứng dậy được, người ấy không còn cách nào khác hơn là phải tin vào nó. Ông ta bảo tôi là súc vật, bây giờ thực sự tôi đã có một cái đuôi. Nếu không, tại sao có người dẫm lên sau đuôi thì tôi không thể nào đứng dậy được. Lúc bấy giờ, cả chúng hội đều hết lòng kính phục. Thật là thần diệu, họ nói, ông ta biết trước người ấy sẽ hóa thành súc vật ngay khi còn sống. Ông ta chắc phải là một vị Phật hay Bồ Tát sống. Thật ra họ đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy. Họ gặp quỷ hay ma vương mà nhận lầm là Bồ Tát. Đó thật là các điên đảo của chúng sanh. Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết ý. Trong chúng hội, nếu có người hoài nghi nghĩ rằng sao lại như thế được, thật là không hợp lý. Ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết và trả lời, thế là các ông không tin ta hay sao? Những người này nhìn lại nó một lát, rồi nói, ồ, ông ta thật sự là một vị Bồ Tát. Tôi không nói ra những gì tôi nghĩ trong tâm, vậy mà ông ta biết rất rõ. Ông ta đã bóc trần ra mọi nghi ngờ của tôi, thật là kỳ lạ. Từ đó, anh ta không dám tỏ ra bất tín nữa. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh chuyên khổ hạnh. Nó nói, luật nghi của Phật chưa đủ đối với tôi sẽ lập nên một giới luật mới cho các ông. Tôi muốn các ông trở thành những vị Phật mới, và ta sẽ sáng lập ra một đạo Phật mới. Đạo Phật hiện nay đã quá lỗi thời và không còn thích hợp nữa. Bây giờ là kỷ nguyên của khoa học, kỷ nguyên hạt nhân. Mọi việc đều phải được hiện đại quá và phải được cải thiện. Lối suy nghĩ xưa kia không còn ích lợi nữa. Phật giáo cổ xưa ấy không còn ứng dụng gì được nữa. Đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi người đều có thể biến thành các bậc tôn túc, hoặc là các vị tỷ khưu, hay thành bất kỳ ai mà họ muốn. Nó phỉ báng tỷ khưu. Nó nói rằng, tỷ khưu à, tỷ khưu là gì? Nó đùa bỡn danh xưng ấy. Nó nói, ông gọi người ấy là tỷ khưu hả?
tôi gọi đó là con cá trạnh. Tiếng Trung Hoa, chữ tỷ khưu là nê thu. Cá trạnh có âm cuối đọc giống nhau. Nó mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác. Nó mạ lị, mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc nào nó thích. Nó mắng họ rằng các ông là chó, là mèo, các ông là heo, là thỏ. Đồ chúng nghe nó mắng nhiếc, chấp nhận những lời sĩ giả ấy vì nghĩ rằng đó là Bồ Tát. Ông ấy bảo ta là heo, vậy thì ta là heo cũng được. Ông ta bảo mình là chó, thì ta là chó cũng vậy. Họ không dám cãi lại. Ma Dương có một năng lực dữ dội, làm mê hoặc mọi người, khiến mọi người đều tin vào những gì nó nói. Nó rao lỗi người khác. Thí dụ, một người nam và một người nữ có làm điều gì thiếu lịch sự chút ít, nó liền nói với người phụ nữ: cô đã làm việc ấy với người đàn ông ấy ở chỗ ấy. Người phụ nữ liền tự nghĩ: làm sao ông ta lại biết được? Hoặc là nó rao lỗi trước công chúng: ở đây có hai kẻ bất hảo, họ đã làm những việc thiếu đoan chính, những việc nói ra thật bất tiện, tại nơi đó nơi kia vậy. Hãy hỏi cô ta về việc ấy, cô ta sẽ không dám chối đâu. Nó muốn đưa ra điều mà thực sự họ đã làm, nên họ không dám chối. Nó làm thế để chứng tỏ cho mọi người biết rằng nó có thần thông, nó biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra. Nó phơi bày lỗi lầm riêng tư của người khác mà chẳng ngại cách chê bai hay tị hiềm. Nó tiết lộ từng bí mật của cá nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ. Miệng ưa nói quả phước chưa đến, khi việc xảy ra quả nhiên chẳng sai mảy may. Nó ưa tiên đoán việc quả phước. Nó thích nói những chuyện như: ông nên thận trọng, ngày mai là một ngày xấu cho ông, có người muốn đầu độc ông phải xem kỹ thức ăn, nếu không đã bị chết vì thuốc độc. Nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu khi việc ấy xảy ra. Quả nhiên chẳng sai mảy may, khi sự việc xảy ra tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên đoán. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại Ma Dương như thế khiến người ta dễ tin hơn cả một vị Bồ Tát. Đây là loại đại lực quỷ, loài ma sống lâu mà thành, quấy rối người tu hành. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Ca công trên rõ biết trước những việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: đây là loại đại lực quỷ, là loài ma sống lâu mà thành. Ma hóa thành quỷ khi về già, cũng giống như những người không tu tập gieo trồng nhân đức thì đến tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói với quý vị, người Trung Hoa có câu: già mà không chết thì thành giặc, lão di bất tử thi di tặc. Khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm, họ thường làm nhiều chuyện kỳ quái. Cũng thế, làm ma lâu năm thì thành quỷ. Nó quấy rối người tu hành, nó ghen tức với công phu tu tập của người tu hành. Ma thích phá hủy định lực của người tu. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Điều đó cũng tương tự như đọa vào địa ngục. Nên có lời nói: mông đổng truyền mông đổng, nhất truyền lưỡng bất đổng. Sư phụ hạ địa ngục, đồ đệ giảng lý cũng. Tạm dịch: kẻ ngu dạy người ngu, học rồi càng mờ mịt, thầy rơi vào địa ngục, trò nối gót theo sau. Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh: do không gặp được bậc minh sư, đệ tử cũng thuộc hạng độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục thì mình cũng theo thầy vào đó luôn. Thầy thấy thế quay lại hỏi: ông đến đây làm gì? Đệ tử trả lời: con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là con phải theo thầy.
Thầy bảo, ồ, không nên, đây không phải là nơi an ổn, đáng lẽ ra ông không nên đến đây. Đệ tử đáp lại, nhưng thầy đã vào trước rồi, làm sao con lại không theo thầy? Con đã thọ giáo với thầy, thầy đi đâu con theo đó. Thầy nghĩ, à, chính ta là người bị đọa vào địa ngục, mang theo luôn cả đệ tử của ta vào đây, ta thật là có lỗi với ông, rất tiếc. Các ông nên rõ biết trước những việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Bảy, tham cầu hiểu biết túc mạng. Lại nữa, thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm thích được thêm nhiều hiểu biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp trước. Giảng, lại nữa, thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong cảnh giới di diệu rộng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy, trong tam ma địa, tâm ưa thích được thêm nhiều sự hiểu biết. Trong định, hành giả ham muốn hiểu biết thêm nhiều vấn đề, mong có được sự thông hiểu về đời sống trong những kiếp trước. Anh ta dùng hết nỗ lực để công phu, không sợ khó nhọc, nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp trước. Khi ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gán vào thân người ấy và dụng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. Giảng, khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần gá vào thân người khác và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma gá vào, hoàn toàn không biết rằng thân xác mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến, tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn, có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú và những vật quái dị khác, trước trên đến trao cho người ấy, rồi sau mới gá vào thân họ. Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó, nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có. Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng thực phẩm có sẵn, hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ khưu, mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng cả lời chê bai, tị hiềm. Giảng, trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn. Đó có thể là kim cương hay là viên ngọc như ý. Có khi ma quá thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú và những vật quái dị khác. Nó nói rằng các vị Bồ Tát có thể biến hóa thân mình thành mọi thứ. Miệng con vật mà ma đã hóa thân thành ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú. Thẻ tre, giảng sách, là những vật để dùng cho việc ghi chép vào thời cổ đại. Chữ được viết trên một mặt, rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ hiện rõ ở trên bề mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng, các thẻ tre này đã làm chứng từ. Người ta đem ghép hai thẻ lại với nhau. Nếu trùng hợp, thì thẻ tre ấy được xem như một chứng từ. Nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ không trùng hợp, có nghĩa là không đáng tin. Phù độc, tức bùa chú, là thứ dùng để hàng phục, bắt giữ yêu ma quỷ quái,
và con vật mà ma hóa thân có thể mang những vật quái gì khác. Những thứ này đều kỳ dị, hiếm có và rất giá trị. Trước trên, đến trao cho người ấy rồi, sau mới gá vào thân họ. Hoặc là ma mê, hoặc người đến nghe pháp. Bằng cách vô một vật xuống đất rồi nói rằng, có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó. Nó chôn hạt châu xuống đất, rồi lừa bịp người đến nghe pháp, nói rằng, ở dưới này có một viên minh châu, ánh sáng nó giống như mặt trăng phát ra ánh sáng nơi đây, nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có. Họ thán phục, ồ, người này đúng là chân thực, ông ta không thể nào là ma được. Đích thị kẻ ấy là ma, mà họ cứ khăng khăng cho là không phải. Thương thay cho những người đến nghe nó giảng pháp, ma thường chỉ ăn các loại dược thảo, chứ không dùng thực phẩm có sẵn. Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng những thực phẩm thông thường. Nó không dùng những thức ăn ngon, nó dùng nhân sâm và một số thuốc bổ. Khi tôi ở Hồng Kông, có gặp một người nói rằng không bao giờ dùng những thức ăn thông thường. Anh ta làm sát đồng trung gian cho những người cầu sống lâu, cầu con trai, cầu tài lộc và những thức khác. Bất kỳ lúc nào anh ta ở nhà người khác, anh đều thông báo là không ăn những thực phẩm thông thường. Ê, anh ta ăn gì? Anh ta ăn trái ốc chó, là trái hạnh đào. Trong quả ốc chó có nhân, chứa rất nhiều chất dầu, rất bổ cho não. Chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho cơ thể hoạt động rồi. Nếu thường ăn một bát cơm, thì chỉ ăn nửa bát quả ốc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn nhân hạt thông. Nói tóm lại, nó toàn ăn những thứ bổ dưỡng nhất. Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh, còn mập hơn heo nữa. Đó là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ khưu và mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng lời chê bai và tị hiềm. Nó chuyên mạ lị những hòa thượng, những người xuất gia. Người xuất gia ư? Họ xuất gia để làm gì? Họ chẳng tu hành gì cả. Người xuất gia không tham tiền hay sao? Với họ thì càng nhiều càng tốt. Hoặc nó nói, tại sao các ông lại tin vào các ông ấy? Họ cũng chỉ là người, rốt cuộc các ông thật là đồ khùng. Khi có người tin vào các tỷ khưu, nó gọi họ là đồ khùng. Nó mắng chửi đồ chúng của nó là súc vật. Và những thứ đại loại tệ hại như thế, nó hoàn toàn không ngại dùng những lời vu cáo. Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc nơi ẩn cư của các bậc thánh hiền. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. Giảng: nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói về những chuyện gì? Nó nói, ở nơi đó, nơi kia có vàng bạc và những loại châu báu. Ông có muốn lấy không? Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi người, hoặc nó thích nói nơi ẩn cư của mười phương các vị thánh hiền. Nó nói với mọi người, có chư Phật và Bồ Tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn toàn không biết được. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. Nó có thể làm phát ra ánh sáng hoặc hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ. Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, trong núi, tuổi già thành quỷ. Người bị ma gá vào tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, hoặc nó lại tinh tấn, ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường, quấy rối người tu hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng: đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng sông núi, tuổi già, trong một thời gian dài thành quỷ. Người bị ma gá tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Niệm tưởng dâm dục khiến nó phá hủy giới luật. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, những người cùng thích năm thứ dục lạc,
tài sắc danh thực thùy, hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường. Nó không ngồi thiền hay công phu tu tập gì cả, nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô ích thôi, quấy rối người tu hành, khiến cho họ không thể tu đạo được nữa. Nhưng sau một thời gian khi chán rồi, nó không đá vào người nữa, cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật. Các ông nên biết rõ trước việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên biết rõ việc này để khỏi rơi vào luân hồi, tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào bẫy của ma. Đừng rơi vào lưới luân hồi sinh tử của ma giăng ra. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 8. Tham cầu có thần lực. Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm thích thần thông và các loại biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, tham cầu có thần lực. Giảng: lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu dung, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma địa, tâm thích thần thông, anh ta có một vọng tưởng khác, nhất định muốn có được thần thông và các khả năng biến hóa để có thể thi thố 18 loại biến hóa trong không trung. Anh ta muốn trên thân bắn ra nước, dưới thân phóng ra lửa, dưới thân phóng ra nước, trên thân phóng ra lửa. Anh ta nóng lòng được như các vị A-la-hán, để có thể thi triển 18 món thần thông này lơ lửng trên không, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, nghiên cứu nguồn gốc căn bản của các phép biến hóa, tham cầu có thần lực. Lúc ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Giảng: lúc ấy, thiên ma được cơ hội thuận tiện, phóng tinh thần đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Thiên ma đã từ lâu chờ cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần của nó gá vào người khác, rồi sai sử người ấy giảng kinh pháp. Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã được vô thượng niết bàn. Nó đến nơi người tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. Người đó hoặc nắm lửa trên tay, gom lửa lại, rồi trải ra trên đầu tứ chúng đang nghe pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, hoặc nó có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi sách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngăn ngại. Duy chỉ đối với binh đao thì không được tự tại, nó tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y phục cư sĩ để cho tỷ khu lễ lại. Nó quỷ bán thiền định và giới luật, mạ lị đệ tử và rao bày lỗi người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tị. Giảng: người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã chứng được quả vị chi diệu vô thượng niết bàn. Nó đến nơi hành giả tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. Người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa trong một bàn tay, gom lửa với tay kia lại, rồi rải lửa ra trên đầu của tứ chúng đang nghe pháp. Nó bỏ lửa trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe pháp, lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa trên đầu thì còn nhỏ, rồi lửa cao dần dần cho đến vài feet, mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, dù họ không dùng bất kỳ vật gì cách đi với lửa. Hoặc nó, người bị ma gá, có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không. Chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng trong không
nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó, hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi sách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà không ngại. Cửa sổ, cửa lớn dù bị đóng, nhưng nó có thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở, mà chẳng vướng chút chướng ngại nào. Duy chỉ đối với binh đao, vũ khí thì không được tự tại, nó sợ bị đâm bằng dao hoặc thương kiếm. Đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang ngăn ngại. Cho dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích do các loại binh đao gây nên. Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y phục của hàng cư sĩ, chứ không mặc y phục của hàng xuất gia. Để cho các tỷ khưu lễ lại, mặc y phục cư sĩ, nhưng lại nhận sự lễ lại của các vị tỷ khưu. Nó hủy bán thiền định và giới luật, xem đây là loại vô ích và không hợp lý. Nó mạ lị đệ tử và rao bày lỗi của người khác. Nó phơi trần lỗi lầm riêng tư của người khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tị. Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc người ta. Nó thán phục tham dục, không từ bỏ những việc thô tục, làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp. Giảng. Nó thường nói đến các loại khác nhau của thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật trong suốt khắp cả mười phương. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc người ta. Thực ra chính nó không có được năng lực công phu gì cả. Điều mà nó tán thán nhất là tham dục. Nó nói, đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là nguồn cội của Bồ Đề và Niết Bàn. Nó không từ bỏ những việc thô tục. Nó nói, chẳng có gì sai trái với việc ấy cả, đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì. Làm những hành bất tịnh, cho đó là truyền pháp. Nó sử dụng tất cả những việc bất tịnh, cho đó như là phương tiện để truyền pháp. Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mỹ của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất mạnh trong trời đất, hoặc là loại long mị, yêu quái rồng, hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, hoặc là những vị tiên quả báo đã hết, đáng ra phải chết nhưng thân thể không bị hủy hoại, nên loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu người tu hành, khi chán rồi không gá thân người nữa, cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Giảng, đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất mạnh trong trời đất, hoặc là loại long mị, yêu quái rồng, hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, có khi cả ngàn, hai ngàn, ba ngàn, hoặc đến 5.000 năm tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, hoặc là những vị tiên quả báo đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể của tiên sau khi chết không bị hủy hoại hay biến đổi, nên bị loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu định lực của người tu hành, cuối cùng khi chán rồi, nó không gá thân người nữa. Hễ ma còn gá vào thân, thì người bị gá có một định lực phi thường. Nhưng một khi nó không gá vào nữa, thì cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng. A Nan, các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi của ma vương, đừng để mình rơi vào sự cám dỗ của ma vương. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián.